Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị sai cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Như các bạn đã biết, trong tâm thức của chúng ta, khủng long thường được nghĩ đến như những sinh vật khổng lồ nhất trên mặt đất. Và dù bây giờ chúng ta có khám phá và biết thêm nhiều những giống loài khủng long có kích thước nhỏ, thì quan niệm này vẫn khó mà thay đổi trong một sớm một chiều. Chúng ta thường say mê đi tìm thông tin về những loài khủng long to nhất, lớn nhất, nặng nhất, chỉ có mấy ai mà thèm đi tìm khủng long nhỏ nhất bao giờ. Trong cuộc tìm kiếm đó, đã có nhiều ứng viên nổi lên, chẳng hạn như Supersaurus đến từ Mỹ, Argentinosaurus hay Patagon Titan đến từ Argentina, vân vân và mây mây. Thế nhưng cách đây gần một thế kỷ rưỡi thì tưởng chừng như ngôi vị loài khủng long lớn nhất lịch sử đã có cái tên chiến thắng tuyệt đối, bởi theo những ước tính khi đó, loài khủng long này có thể dài gần 60m, nghĩa là nó có thể dài gần gấp đôi cái voi xanh, loài động vật lớn nhất mà chúng ta biết cho đến hiện nay. Thế nhưng thay vì thống trị những dòng tít trên báo, đánh chiếm các bảng xếp hạng, cái tên này lại bị lãng quên một cách kỳ lạ. Hóa thạch mẫu đỉnh danh cũng biến mất không một dấu vết. Liệu đây có phải là một kỳ án chưa được phá giải trong lịch sử nghiên cứu về khủng long hay không? Ngày hôm nay mời các bạn hãy cùng Mê Khủng Long TV tìm hiểu về loài khủng long này, cũng như sự việc kỳ lạ đã xảy ra gần một thế kỷ rưỡi trước. Nào các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Quay ngược bánh xe thời gian, chúng ta quay trở lại với nước Mỹ vào nửa cuối thế kỷ 19. Sau cuộc nội chiến thảm khốc tàn phá đất nước diễn ra từ năm 1861 đến năm 1865, nước Mỹ bước vào thời kỳ tái thiết mạnh mẽ. Nền kinh tế phục hồi nhanh chóng và tăng trưởng thần tốc trong một giai đoạn ngắn gọi là thời đại Mã Vàng, từ đó kéo theo sự phát triển của các ngành khoa học. Là một ngành khoa học non trẻ thì cổ sinh vật học cũng may mắn hưởng lợi từ sự phát triển của nước Mỹ và được thúc đẩy mạnh mẽ. Tuy nhiên, chính sự phát triển quá nóng cũng như tính đố kỵ và ganh ghét của con người đã dẫn đến một sự kiện mà ngày nay chúng ta gọi là chiến tranh xương, The Bond Wars. Đó là khi hai nhà cổ sinh vật học tiếng tăm tại Mỹ là Othniel Charles Marsh và Edward Brinker Cope khởi xuống một cuộc chạy đua khốc liệt nhằm giành chiến thắng về số lượng những khám phá liên quan đến khủng long cũng như sinh vật tiền sử trên những bãi xương giàu hóa thạch nằm ở miền Tây nước Mỹ. Và không chỉ chạy đua, họ còn tìm cách ngáng đường đối phương bằng những cách tệ hại nhất, trong đó bao gồm cả hối lộ, trộm cắp và hủy hoại thành quả của đối phương bằng thuốc nổ. Mặc dù cuộc chiến kết thúc với hàng loạt giống loài khủng long mới được khám phá, nhưng kết cục để lại cũng đầy hỗn loạn. Nhiều hóa thạch có thể đã bị phá hủy, ngành cổ sinh vật học của Mỹ cũng vì họ mà chịu tiếng xấu trong mắt phần còn lại của thế giới. Những mô tả và nghiên cứu vội vã của hai nhân vật chính cũng gây ra nhiều bối rối và hiểu lầm cho hậu thế về các loài khủng long. Và đây chính là điểm bắt đầu cho câu chuyện ngày hôm nay. Vào năm 1877 thì Edward Brinker Cope đang làm việc với một số thợ săn hóa thạch tại Colorado. Từ những gì họ gửi đến cho ông thì nhà cổ sinh vật học này đã xác định được một số giống loài khủng long mới như Lalap Strahelodon hay Camarasaurus supremus. Đến tháng 10 cùng năm thì ông lại nhận được những hóa thạch mới gồm đốt sừng lưng, sừng mu và sừng đùi của một con khủng long khổng lồ. Vì đang trong cuộc đua với đối thủ, Cope vội vã kết luận đây là một loài khủng long cổ dài mới và đặt danh pháp cho nó là Amphicoleus entus. Được ông cho là có họ hàng gần với Camarasaurus vì cả hai được tìm thấy gần nhau, cùng sở hữu những đốt sống có cấu trúc nhẹ và các chi tương đối to lớn, chắc chắn. Ngoài ra, ông còn xác định loài thứ hai thuộc chi này và đặt danh pháp cho nó là Amphicoleus latus. Cũng trong năm 1877, một thợ săn hóa thạch cộng tác với Cope khác là Oramel William Lucas cũng tìm thấy tại Colorado một mẫu vật mới, là một phần đốt sống lưng khủng long không nguyên vẹn nhưng rất lớn, gần nơi phát hiện ra những mẫu vật đầu tiên của Amphicoleus cũng như Camarasaurus. Vào cuối xuân hoặc đầu hè năm 1878, mẫu vật này đã được gửi đến nhà của Cope tại Philadelphia để ông nghiên cứu và mô tả. Cuối cùng thì đến tháng 8 năm đó, ông công bố mẫu vật này như mẫu vật định danh của một loài mới thuộc chi Amphicoleus, đó chính là Amphicoleus fragilimus. Cope viết trên tập san The American Naturalist, tập san mà ông đã tự mua để công bố những phát hiện của bản thân. Gần đây, từ người bạn nhân thành của mình là ngài Oramel William Lucas, tôi đã nhận được hóa thạch cung thần kinh đốt sống gần như nguyên vẹn của con khủng long lớn nhất mà tôi từng thấy. Kích thước của mẫu vật này trong mô tả của Cope là cao 1,5m và do đó chiều cao nguyên gốc của cái đốt sống này phải lên đến gần 3m, và nếu dựa vào kích thước của một con Diplodocus được cho là có hàng gần với Amphicoleus thì chúng ta sẽ có một con khủng long với chiều dài lên đến 58m, một con số kinh khủng bởi không chỉ dài gấp đôi cá voi xanh, nó còn dài ít nhất là gấp rưỡi những con khủng long sauropod mà con người biết đến cho đến hiện nay. Nói cách khác, với kích thước này thì Amphicoleus fragilimus chính là loài khủng long dài nhất, to lớn nhất trong lịch sử cổ sinh vật học. Mẫu vật này dường như được Cope giữ trong nhà của ông cho đến tận năm 1897, sau khi chiến tranh xương đã kết thúc khá lâu.
Đó là thời điểm Cope qua đời và theo ý nguyện của ông trước đó, tất cả ghi chép cũng như bộ sưu tập hóa thạch của ông sẽ được bán lại cho Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ, trong đó có mẫu định danh của Amphicoleus fragilimus. Tuy nhiên, khoảng 2 thập niên sau, khi chủ tịch của bảo tàng là Andrew Osborne cùng một đồng nghiệp khác bắt đầu phân tích bộ sưu tập của Cope, họ phát hiện ra mẫu định danh của Amphicoleus fragilimus không hề còn ở đó. Sau khi miệt mài tìm kiếm mà không có kết quả thì cả hai viết vào tháng 1 năm 1921. Mẫu định danh của loài này không có trong bộ sưu tập của Cope và những đặc điểm của nó không thể được xác định rõ ràng. Dù vậy thì để đề phòng một ngày nào đó nó lại bất ngờ xuất hiện từ số hóa thạch kia do một sự bỏ sót nào đó, người ta vẫn gắn cho nó một số hiệu, đó là AMNH5777. Vậy rốt cuộc thì mẫu vật đã biến đi đâu? Một mẫu vật cực kỳ quan trọng sao lại có thể biến mất một cách vô lý và dễ dàng như vậy? Sự biến mất của AMNH5777 không phải là điều kỳ lạ duy nhất trong câu chuyện về Amphicoleus fragilimus. Kỳ lạ hơn chính là những hành xử của Edward Brinker Cope sau khi ông tuyên bố là mình đã tìm thấy khủng long lớn nhất từ trước đến giờ vào năm 1878. Theo phân tích của các nhà nghiên cứu về Cope, sau bài mô tả đầu tiên thì Cope gần như không hề nhắc gì đến Amphicoleus fragilimus trong các công trình của ông về khủng long sau này. Thậm chí là ngay cả trong nghiên cứu của ông về mối quan hệ giữa sự tiến hóa và kích thước cơ thể và về sau hậu thế gọi là quy tắc Cope. Chẳng phải Amphicoleus fragilimus cùng kích thước khổng lồ của nó là một ví dụ không thể nào tốt hơn cho luận điểm của Cope hay sao? Không giống như những tiền bối cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, các nhà của sinh vật học gần đây tỏ ra rất hoài nghi những ước tính của Cope. Năm 2015 thì trong một phân tích về những bằng chứng, tình huống và các diễn giải xoay quanh Amphicoleus fragilimus, hai nhà cổ sinh vật học Kerry Woodruff và John Foster đã kết luận rằng kích cỡ đốt sống của con khủng long này đã bị phóng đại quá mức bởi các nhà cổ sinh vật học đã làm việc ở hệ tầng Morrison, nơi phát hiện ra Amphicoleus fragilimus suốt hơn một thế kỷ và chưa từng tìm ra hóa thạch của một con sauropod nào có thể đạt đến kích cỡ gần bằng Amphicoleus fragilimus, thậm chí là có một khoảng cách rất xa. Họ cũng chỉ ra rằng Cope vốn không phải là người cẩn thận, tỉ mỉ với các con số, một phần vì sự vội vàng của ông trong những công bố khoa học về các loài khủng long mới nhằm chạy đua với đối thủ. Rất có thể con số chiều cao của cung thần kinh đến từ một lỗi đánh máy, chẳng hạn như nhầm từ 1050 thành 1500 hay nhầm từ mm thành mét như một vài lần Cope đã mắc phải trước đó. Điều này phần nào lý giải sự im lặng của Cope về Amphicoleus fragilimus. Cuộc chiến tranh xương đã từng bùng nổ chỉ vì Cope bị Mars công kích khi đặt nhầm đầu của thằn lằn cổ rán xuống đuôi và chắc chắn là ông không muốn bản thân bị cả giới cổ sinh cười nhạo một lần nữa vì lỗi đánh máy của mình. Và cũng vì thế ông không hề công bố mẫu vật Amphicoleus fragilimus một lần nào nữa, cho đến khi qua đời năm 1897 bởi sai lầm của ông chắc chắn sẽ bị nhận ra ngay lập tức, và biết đâu chỉ ông là người đã hủy đi mẫu vật này nhằm không để bất kỳ ai biết về sai lầm của mình. Tuy nhiên, không phải ai cũng quay lưng lại với Cope. Vào năm 2006 thì nhà cổ sinh vật học Kenneth Carpenter tin rằng sự biến mất của hóa thạch Amphicoleus fragilimus là do những hóa thạch được tìm thấy cùng địa điểm thường được bảo quản trong đá bùn đã bị xói mòn nghiêm trọng, dễ bị vỡ vụn thành những khối nhỏ. Do đó, mẫu vật được tìm thấy năm 1877 có lẽ đã bị hư hại nghiêm trọng và Cope đã vứt chúng đi sau khi mô tả và vẽ hình minh họa. Đến năm 2018 thì Carpenter lại xuất bản một nghiên cứu khác đầy tâm huyết về Amphicoleus fragilimus, trong đó ông bảo vệ những con số mà Cope đã đưa ra, đồng thời mô tả và tái phân loại mẫu vật này. Carpenter cho rằng mẫu vật của Amphicoleus fragilimus giống với đốt sống của các loài khủng long thuộc họ Rapetisauridae và do đó quyết định thành lập hẳn một chi mới cho nó, đặt danh pháp là Marapunisaurus, đồng thời giữ nguyên tên loài fragilimus. Marapuni có nghĩa là khổng lồ trong ngôn ngữ của thổ dân Ute ở Bắc Mỹ. Kích thước của con khủng long cũng được Carpenter ước lại còn khoảng 30m chiều dài. Carpenter thậm chí còn phục dựng lại đốt sống của con khủng long dựa trên hình vẽ của Cope bằng nhựa và hiện nay, mô hình này vẫn đang được trưng bày tại một khách sạn ở thành phố Canon, gần nơi tìm thấy hóa thạch của Amphicoleus fragilimus. Như vậy, điều chúng ta biết về Amphicoleus fragilimus đó là mẫu vật của loài khủng long này đã biến mất và khả năng nó còn bị lẫn ở đâu đó trong bộ sưu tập của Cope là rất thấp. Bản thân hình vẽ của Cope cũng không đủ để chúng ta biết nhiều hơn, vậy Cope chỉ vẽ một chiều của mẫu vật thay vì vẽ nhiều chiều như những hình minh họa khác. Và ngày nay thì Amphicoleus fragilimus cũng không còn là một danh pháp hợp lệ, và thay vào đó chúng ta có Marapunisaurus fragilimus được xếp vào Rapetisauridae, tộc siêu họ lương long. Dù vậy thì chân tướng và ngoại hình thật sự của nó vẫn còn rất nhiều điều chưa rõ nếu không có những phát hiện hóa thạch mới trong tương lai. Vừa rồi là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi các bạn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.